Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, truyền thông Triều Tiên ngày 23 tháng 10 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một căn cứ tên lửa chiến lược của nước này và yêu cầu quân đội Triều Tiên nâng cao năng lực răn đe chiến tranh. Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kiểm tra chức năng các cơ sở phóng của căn cứ tên lửa, cũng như tình trạng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa chiến lược, đồng thời khích lệ binh sĩ tại đây dựa trên yêu cầu của tình hình hiện nay, luôn duy trì mức độ cảnh giác cao và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Ông Kim Jong-un lưu ý rằng, tên lửa chiến lược là lực lượng răn đe cốt lõi trong chiến tranh của Triều Tiên. Theo ông, mối đe dọa từ các phương tiện hạt nhân chiến lược của Mỹ đối với môi trường an ninh của Triều Tiên tiếp tục lan rộng và leo thang. Các mối đe dọa trong tương lai đòi hỏi quân đội phải nâng cao hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh và sự sẵn sàng phản ứng kiên quyết bằng lực lượng hạt nhân. Ông nhấn mạnh, các căn cứ tên lửa chiến lược cần được hiện đại hóa và củng cố hơn nữa. Tất cả các căn cứ cần duy trì tư thế phản ứng kiên quyết bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào để nhanh chóng thực hiện các đòn phản công chiến lược chống lại đối thủ. Cũng theo KCNA, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, và ông Kim Jong-sik, phó trưởng ban thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thăm này. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ chuyến thăm diễn ra khi nào. Trong một diễn biến khác, ngày 21 tháng 10, tại cuộc họp của một ủy ban thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, đại diện Triều Tiên đã phủ nhận việc đưa quân đến Nga hỗ trợ chiến dịch ở Ukraine. Nước này gọi cáo buộc của Hàn Quốc là tin đồn vô căn cứ, đồng thời chỉ trích Hàn Quốc đang tìm cách bôi nhọ hình ảnh Triều Tiên và phá hoại quan hệ hợp pháp, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay ngày 20 tháng 10, quân đội nước này đã bắt đầu đợt tập trận cơ động dã ngoại quy mô lớn. Trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng, đợt tập trận này cũng nhằm nâng cao năng lực ứng phó của toàn bộ lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Đợt tập trận này của Hàn Quốc sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 11 tới, với sự tham gia của nhiều binh chủng, bao gồm bộ binh, pháo binh, tên lửa, tăng thiết giáp, phòng không, không quân, cùng lực lượng cơ động. Đây là hoạt động định kỳ dành cho binh sĩ Hàn Quốc, nhưng lại diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện nay đang gia tăng căng thẳng do nhiều động thái của các bên liên quan. Hoạt động này được tiến hành theo kịch bản giả định xảy ra chiến sự trên bán đảo Triều Tiên và Hàn Quốc bị đối phương tấn công, nhằm tập trung lực lượng của toàn bộ hải quân, lục quân và không quân đối phó với nguy cơ bị công kích bất ngờ. Lực lượng quân đội Mỹ cũng tham gia một phần của hoạt động này. Phía Hàn Quốc cũng cho biết đang dành sự chú ý đặc biệt và theo dõi sát sao các diễn biến từ phía Triều Tiên, đồng thời tỏ ra rất quan ngại về một số động thái gần đây như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở làm dầu urani, việc phía Triều Tiên điều động quân đội và cho phá hủy nhiều đoạn đường dẫn sang Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cũng khẳng định Triều Tiên đang đẩy mạnh quá trình chuẩn bị, thử nghiệm phóng vệ tinh nhân tạo và có khả năng sẽ thực hiện rất sớm việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 10, giới chức Hàn Quốc tuyên bố sẽ có các biện pháp theo từng giai đoạn nhằm đáp trả việc Triều Tiên và Nga ngày càng tăng cường hợp tác quân sự. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia NSC thuộc Văn phòng Tổng thống nước này đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi Cơ quan Tình báo Quốc gia cho biết Triều Tiên quyết định điều động khoảng 12.000 binh sĩ để hỗ trợ Nga, trong đó có khoảng 1.500 quân đã được triển khai tới vùng Viễn Đông. Dù một quan chức Triều Tiên đã bác bỏ những lời đồn đoán vô căn cứ trên từ Hàn Quốc và Ukraine, đồng thời khẳng định quan hệ với Moscow là hợp pháp và hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Đây là bình luận công khai đầu tiên của một quan chức Triều Tiên kể từ khi Cơ quan Tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Bình Nhưỡng sẽ gửi khoảng 12.000 quân để chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và đã điều động 1.500 quân đến Vladivostok để huấn luyện thích nghi. Song Seoul không cho là như vậy. Hội đồng An ninh Quốc gia NSC nhận định diễn biến mới tạo ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với cả Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo khẳng định, chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức rút quân về nước. Nếu hoạt động hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Bình Nhưỡng và Moscow vẫn tiếp diễn, Seoul sẽ không đứng nhìn mà sẽ phản ứng cứng rắn phối hợp với cộng đồng quốc tế. Ông Kim Tae-hyo đề cập các biện pháp theo từng giai đoạn tùy theo mức độ quan hệ quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Một quan chức cấp cao của Phủ Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ với báo giới rằng
Một trong những kịch bản được cân nhắc là viện trợ vũ khí phòng thủ và tấn công cho Ukraine. Cũng theo một nguồn tin của Yonhap, có khả năng Hàn Quốc sẽ cử nhân sự đến Ukraine để theo dõi chiến thuật và năng lực chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên triển khai tới hỗ trợ Nga. Nếu được triển khai, nhóm này dự kiến sẽ bao gồm các quân nhân từ các đơn vị tình báo, những người có thể phân tích chiến thuật chiến trường của Bình Nhưỡng hoặc tham gia thẩm vấn người Triều Tiên bị bắt. Động thái của Hàn Quốc bất chấp việc Nga cũng lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với Triều Tiên và phát triển quan hệ song phương trong mọi lĩnh vực vì đó là chủ quyền của chúng tôi. Trước đó, cùng ngày 21 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Moscow cam kết tiếp tục duy trì hợp tác với Bình Nhưỡng, song không trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có sử dụng quân đội Triều Tiên hay không. Ông Peskov nói rõ, Triều Tiên là nước láng giềng và là đối tác thân thiết của Nga. Chúng tôi phát triển quan hệ trong mọi lĩnh vực và đó là quyền chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa sự hợp tác này. Về đồn đoán quân đội Triều Tiên ở Nga, phía Mỹ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng đây sẽ là một diễn biến đáng lo ngại và Washington đang tham vấn với các đồng minh cùng đối tác về những hậu quả của một động thái táo bạo như vậy. Trong khi đó, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết Liên minh châu Âu-EU rất quan ngại nếu các báo cáo về vụ việc là sự thật. Thưa quý vị, theo Yonhap, ngày 22 tháng 10, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc tiết lộ nước này đang cân nhắc cử một nhóm quân nhân tới Ukraine để theo dõi các binh sĩ Triều Tiên đang được triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Nga. Nguồn tin cho hay có khả năng sẽ cử nhân sự đến Ukraine để theo dõi chiến thuật và năng lực chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên triển khai tới hỗ trợ Nga. Nếu được triển khai, nhóm này dự kiến sẽ bao gồm các quân nhân từ các đơn vị tình báo, những người có thể phân tích chiến thuật chiến trường của Triều Tiên hoặc tham gia thẩm vấn người Triều Tiên bị bắt. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, một sự thay đổi tiềm tàng so với chính sách hiện tại là không trực tiếp cung cấp viện trợ sát thương. Nguồn tin lưu ý, trong khi theo dõi các dấu hiệu hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, các biện pháp đáp trả sẽ được thực hiện theo từng bước. Thay vì vũ khí sát thương, vũ khí phòng thủ sẽ được ưu tiên và ngay cả khi viện trợ sát thương được cung cấp, cách gửi chúng gián tiếp sẽ được xem xét trước tiên. Hàn Quốc vận hành một loạt hệ thống vũ khí phòng thủ, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung Chung-gung 2. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chun Ha-kyo cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng viện trợ nhân đạo và hậu cần của Hàn Quốc cho Ukraine như mặt nạ phòng độc và khẩu phần ăn dã chiến có thể tiếp tục triển khai. Khi được hỏi về những gì Nga có thể cung cấp cho Triều Tiên để đổi lấy việc triển khai quân tới hỗ trợ, ông Chun Ha-kyo cho biết bộ này cho rằng Moscow có thể hỗ trợ tài chính hoặc công nghệ tiên tiến cho Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, binh lính Triều Tiên có thể học hỏi rất nhiều thứ như về vai trò lớn của những chiếc UAV giá rẻ trên chiến trường tại Ukraine, thứ vũ khí ngăn ngừa tình trạng tập trung quân và giảm mức độ gây bất ngờ. Giới chuyên gia đánh giá rằng Triều Tiên có thể được Nga hứa hẹn sẽ cung cấp công nghệ vũ khí hiện đại, hỗ trợ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Woodward cho rằng phía Triều Tiên sẽ yêu cầu Nga trả cái giá cao để đáp lại việc Triều Tiên đưa quân sang Ukraine để giúp đỡ. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Jun Kuk Wang cũng phán đoán rằng Triều Tiên mong chờ Nga đền đáp bằng viện trợ quân sự, viện trợ tài chính, thậm chí bằng công nghệ liên quan đến vũ khí hạt nhân. Richard Fontaine thuộc Trung tâm An ninh Tân Mỹ cho rằng Nga có thể sẽ cung cấp công nghệ tên lửa và công nghệ tàu ngầm cho Triều Tiên, khiến Triều Tiên hăng hái trợ giúp Nga. Triều Tiên đã bị Liên Hợp Quốc trừng phạt từ năm 2006 do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Các biện pháp trừng phạt đó đã gia tăng cường độ theo thời gian. Hãng tin Yonhap ngày 21 tháng 10 dẫn lời đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ điều mà họ gọi là đồn đoán vô căn cứ từ phía Ukraine và Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên đã điều động quân sang hỗ trợ Nga chiến đấu chống lại Ukraine. Vị quan chức Triều Tiên này cho rằng cáo buộc đó là nhằm bôi nhọ hình ảnh Triều Tiên và làm suy yếu sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên. Theo một nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc tiết lộ với truyền thông ngày 20 tháng 10, một trong ba bức ảnh cơ quan tình báo Hàn Quốc công bố cho thấy việc Triều Tiên điều quân sang Nga đã được chụp lại bởi vệ tinh do Hàn Quốc vận hành. Các bức ảnh mà cơ quan tình báo Hàn Quốc công bố ngày 20 tháng 10 cho thấy đồn đoán về việc Triều Tiên điều quân sang Nga là có căn cứ.
Theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS, bức ảnh thứ hai ghi nhận là của Airbus, nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh toàn cầu. Tuy nhiên, bức ảnh thứ ba không được nêu rõ nguồn cung cấp. Khi công bố những hình ảnh chụp từ vệ tinh này, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã quyết định điều động khoảng 12.000 quân sang Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine và đã điều động 1.500 quân đặc nhiệm đến thành phố Vladivostok. Nguồn tin cho biết, bức ảnh thứ ba không phải do vệ tinh mà chúng tôi đang vận hành chụp. Bức ảnh đó dường như được chụp bởi vệ tinh được trang bị radar khẩu độ tổng hợp SAR, có thể thu thập dữ liệu bất kể thời tiết bằng cách sử dụng hệ thống cảm biến từ xa. Hàn Quốc đang vận hành nhiều vệ tinh được trang bị radar khẩu độ tổng hợp, bao gồm cả vệ tinh trinh sát quân sự. Mặc dù hình ảnh chụp từ vệ tinh quân sự thường không được đưa vào thông cáo báo chí của chính phủ vì chúng được phân loại là bí mật quân sự. Hàn Quốc đã theo dõi sát sao những động thái của Triều Tiên thông qua vệ tinh do chính phủ và quân đội nước này vận hành, trong khi ngày càng có nhiều đồn đoán về sự hợp tác quân sự sâu rộng giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Tờ The Times của Anh mới đây đưa tin, hàng năm Triều Tiên chuyển khoảng 3 triệu quả đạn pháo cho Nga, chiếm một nửa tổng số đạn pháo mà các lực lượng vũ trang Liên bang Nga VSRF sử dụng. Tin trên cho biết, nguồn cung cấp này đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các hoạt động tấn công của quân đội Nga trên mặt trận, kể cả việc góp phần mang lại thành công trong trận chiến giành quyền kiểm soát thị trấn Ugleda ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Các nguồn của báo Anh cho rằng, sự hỗ trợ này của Triều Tiên đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chiến sự ở các khu vực mặt trận miền Đông. Nhờ nguồn cung cấp này mà quân đội Nga có thể duy trì cường độ pháo kích cao, qua đó giành quyền kiểm soát thành phố có ý nghĩa chiến lược quan trọng Uleda. Tuy nhiên, Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vẫn bác bỏ thông tin về việc hợp tác với Bình Nhưỡng trong việc cung cấp đạn dược. Hôm 5 tháng 10, hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukinform trích dẫn bản cập nhật thông tin tình báo được Bộ Quốc phòng Anh công bố trên mạng xã hội X cho rằng quân đội Nga có thể sẽ cố gắng tiến xa hơn thị trấn Vuleda, hay còn gọi là Ugleda ở vùng Donetsk trong những tuần tới. Và mục tiêu tiếp theo có thể là làng Velika Novosinka. Theo bản cập nhật trên, Nga đã thực hiện nhiều nỗ lực để chiếm dần Vuleda trong 2 năm qua và chịu tổn thất nặng nề trong quá trình này. Thị trấn nằm trên vùng đất cao khiến nơi đây trở thành vị trí phòng thủ dễ dàng hơn cho lực lượng Ukraine.